Anh và Pháp vẫn bất đồng về quyền đánh bắt cá. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP26 và những thách thức. Kỷ lục hơn 5.300 ca mắc mới trong ngày tại Singapore. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ hy vọng các cường quốc trong khu vực sẽ chấm dứt đối đầu nhằm tạo ổn định an ninh khu vực cũng như trên toàn thế giới, đồng thời coi đây là điều kiện cần thiết để xử lý đại dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 16 được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao ASEAN và ASEAN với các đối tác. Các động lực địa chính trị khu vực đang rơi vào một quỹ đạo tiêu cực và thế đối đầu giữa các nước lớn tiếp tục là vấn đề lớn nhất, gây khó khăn cho việc đoàn kết và hành động tập thể. Do đó, cần chấm dứt tình trạng này ngay lập tức. Và EAS cần tăng cường hợp tác và tiến hành các bước đi cụ thể để gây dựng lòng tin chiến lược nhằm tạo ra một khu vực an toàn hơn, thịnh vượng hơn. Cũng theo ông Joko Widodo, cũng khẳng định tầm quan trọng của cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm đưa khu vực và thế giới đi vào ổn định và phát triển thịnh vượng. Quan hệ giữa Anh và Pháp tiếp tục xuất hiện căng thẳng liên quan tới những bất đồng trong hoạt động đánh bắt cá. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng chức năng Pháp cho biết đã bắt giữ một tàu đánh cá không giấy phép của Anh trong vùng biển nước này, đồng thời phát cảnh cáo đối với một tàu khác cũng của Anh. Tàu cá bị bắt giữ đã được bàn giao cho các quan chức tư pháp để phục vụ điều tra, trong khi thuyền trưởng của tàu có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Lãnh đạo Bộ các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết sẽ không khoan nhượng đối với Anh, theo đó sẽ chặn gần như toàn bộ tàu thuyền của Anh cho tới khi London cấp đủ giấy phép đánh bắt cá mà ngư dân Pháp cần. Hiện văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson chưa có phát biểu về thông tin này. Đại dịch COVID-19 tác động đến thị trường lao động toàn cầu trầm trọng hơn so với dự đoán trước đây. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO của Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo trong báo cáo được công bố ngày 27 tháng 10. Theo đó, ILO dự báo số giờ làm việc trên toàn cầu vào năm nay sẽ giảm 4,3% so với thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Con số này tương đương với 125 triệu công việc toàn thời gian, cao hơn 25 triệu so với báo cáo trước đó. Các nước giàu giảm giờ làm việc ít hơn so với các nước có thu nhập thấp bởi sự chênh lệch trong tốc độ tiêm chủng vaccine và sự phục hồi không đồng đều đáng lo ngại cũng đang lộ rõ giữa các nước giàu và nghèo. Theo ILO, thì đại dịch đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các quốc gia. Chỉ còn chưa đầy 4 ngày nữa thì Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP26 sẽ diễn ra tại Glasgow của Vương quốc Anh. Đây là hội nghị thường niên và có ý nghĩa quyết định bởi thời gian để hiện thực hóa các cam kết cắt giảm lượng khí thải cần thiết không còn nhiều. Và theo như lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ở COP26 các nhà lãnh đạo sẽ phải đối mặt với áp lực phải đưa ra hành động thay vì chỉ hùng biện và trọng tâm là các bước đi cụ thể có thể giúp làm chậm quá trình nóng lên của trái đất, đòi hỏi ý chí, tham vọng và không dễ thực hiện. Trước thềm thượng đỉnh COP26, Liên Hợp Quốc đã đưa ra một báo cáo vào hôm 26 tháng 10, cho biết các nền kinh tế lớn trên thế giới đã góp phần thúc đẩy sự ấm lên của trái đất trong thế kỷ qua và vẫn chưa giải quyết được đầy đủ vấn đề về khí thải nhà kính. Các quốc gia phát triển chiếm khoảng 3/4 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Do đó, việc họ không đạt được các mục tiêu hiện có về chống biến đổi khí hậu là một lý do quan trọng khiến cho thế giới vẫn đang trên con đường hướng tới thảm họa khí hậu ngày càng trầm trọng hơn. Chúng ta đang đi quá xa so với hướng đi đã được vạch ra. Điều đó thực sự gây nản lòng. Một số quốc gia đang hành động khẩn trương hơn, nhưng những nỗ lực đó sẽ chỉ dẫn đến sự thay đổi tối thiểu trong thập kỷ này, nếu các nhà phát thải lớn không sớm thực hiện những thay đổi đáng kể. Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu đã vạch ra các kế hoạch về khí hậu mới mạnh mẽ hơn, mà nếu như được thực hiện sẽ dẫn đến việc cắt giảm mạnh lượng khí thải ở các quốc gia đó vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, các quốc gia EU đang bị chia rẽ sâu sắc khi phản ứng với giá năng lượng tăng đột biến. 9 quốc gia bao gồm Đức cho biết họ sẽ không ủng hộ các biện pháp cải cách thị trường điện của EU như tách giá khí đốt và điện. Trong khi đó, giống như Trung Quốc, giá năng lượng tăng cao và sự phụ thuộc vào than đá của Ấn Độ có thể khiến họ khó đưa ra các cam kết đáng kể, mặc dù Ấn Độ đã công bố một số mục tiêu trong nước, như phát thải khí nhà kính đạt đỉnh vào năm 2030 hoặc lắp đặt một lượng lớn các nhà máy năng lượng tái tạo.
Chúng ta cần những cánh tay đồng ý cam kết thực hiện kế hoạch khí thải bằng không, để không sản xuất ra quá nhiều lượng CO2 vào giữa thế kỷ này. Tôi nghĩ việc này có thể làm được, nhưng đây sẽ là một hội nghị thượng đỉnh, khí hậu vô cùng khốc liệt. Tôi rất lo lắng bởi mọi việc có thể đi chệch hướng và chúng ta có thể sẽ không đạt được thỏa thuận cần thiết, sẽ rất khó dự đoán và rất khó khăn. Một trong những nghịch lý của biến đổi khí hậu là các nước gây ít tác động nhất lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vì vậy, một trong những chương trình nghị sự hàng đầu của hội nghị COP26 năm nay là các nước chịu nhiều tổn thương có thể nhận được khoản bồi thường là bao nhiêu. Đây là chủ đề khá nhạy cảm với các nước giàu. Hiện tại, trái đất đã nóng lên khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và vẫn đang đi trên quỹ đạo ấm lên, dự kiến là 2,7 độ C. Theo các nhà khoa học, trong những năm tới, lũ lụt dữ dội và cháy rừng, mực nước biển dâng và các thảm họa khác do biến đổi khí hậu gây ra sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Vào mùa hè vừa qua, thế giới đã chứng kiến rất nhiều trận cháy rừng chết người, lũ lụt và những đợt nắng nóng. Tất cả đều nhắc nhở rằng biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của tương lai. Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna có thể được sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Mỹ trong vòng vài tuần tới. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Moderna đưa ra khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của hãng này có thể được sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Mỹ trong vòng vài tuần tới. Khẳng định được đưa ra dựa trên cuộc đối thoại với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Vào tháng 6 vừa qua, Moderna đã nộp đơn xin phép cơ quan chức năng Mỹ cấp phép vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Ngoài ra, Moderna dự định sẽ sớm nộp đơn xin cấp phép theo quy định riêng của Mỹ cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Hãng dược Merck của Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận cho phép 105 nước có thu nhập trung bình và thấp được tiếp cận thuốc generic điều trị COVID-19. Thuốc generic được phép sản xuất miễn bản quyền là bản sao của thuốc biệt dược Monopiravir với thành phần hoạt chất tương tự. Merck sẽ không nhận khoản phí nhượng quyền do đại dịch COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới xếp là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây lo ngại quốc tế. Khi Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc còn chưa đầy 100 ngày nữa sẽ diễn ra, ban tổ chức lo ngại dịch bệnh là một thách thức lớn. Hiện số ca mắc COVID-19 mỗi ngày là vài chục ca, cao nhất hôm qua là 50 ca. Ổ dịch nặng nhất hiện nay là một huyện ở Nội Mông đã triển khai xét nghiệm đại trà lần thứ 5. Gần 10.000 du khách bị mắc kẹt tại đây. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, 11 tỉnh thành có ca mắc cộng đồng đồng loạt áp dụng các biện pháp khá mạnh tay trong hạn chế người dân đi lại và xét nghiệm đại trà. Hai cuộc thi marathon quốc tế ở Bắc Kinh và Vũ Hán đã bị hủy vì dịch bệnh. Singapore ngày hôm qua đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, hơn 5.300 ca. Dù số ca mắc mới tăng kỷ lục, song các chuyên gia Singapore cho rằng số trường hợp cần chăm sóc đặc biệt mới là chỉ số quan trọng cần theo dõi. Singapore ngày hôm qua đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, lần đầu tiên kể từ đầu dịch, hơn 5.300 ca mắc. Thế nhưng các nhà khoa học nước này vẫn cho rằng khi đã có hơn 2/3 dân số được tiêm vaccine thì tỷ lệ ca tăng nặng và tử vong sẽ là những chỉ báo quan trọng hơn so với số lượng ca nhiễm mới hàng ngày. Cũng trong ngày hôm qua, Singapore ghi nhận 10 trường hợp tử vong do dịch. Theo số liệu được Bộ Y tế Singapore công bố ngày hôm qua, nước này ghi nhận kỷ lục hơn 5.300 ca mắc mới, trong đó có hơn 4.600 ca là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và có 10 trường hợp tử vong. Theo tôi, không phải số ca nhiễm mới mà số ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt mới là chỉ báo quan trọng nhất. Nếu mọi người không phải nhập viện thì gánh nặng cho hệ thống y tế sẽ được giảm. Singapore có tổng cộng 357 giường hồi sức cấp cứu, tỷ lệ sử dụng giường hồi sức hiện tại là 79,8%. Giới chức y tế cho rằng theo dõi tình hình ca nhiễm hàng tuần cũng sẽ cho dự báo về lượng bệnh nhân phải nhập viện do tăng nặng, qua đó chuẩn bị trước cho tình huống áp lực lên hệ thống y tế gia tăng. Singapore dự đoán làn sóng lây nhiễm mới này sẽ đạt đỉnh và suy giảm dần do tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt cao khi 85% người dân đã tiêm chủng đủ liều. Nhưng các biện pháp nới lỏng hơn sẽ chỉ được thực hiện khi số ca nhiễm mới theo tuần bắt đầu giảm.